Mới đây, tại họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính, đại diện Bộ chia sẻ thông tin về công tác quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh vàng. Lãnh đạo Bộ cho biết sẽ nghiên cứu và đánh giá tác động đối với đề xuất đánh thuế giao dịch vàng. Theo đại diện Tổng cục Thuế, như nhiều ngành nghề khác, hoạt động kinh doanh vàng chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước, trong đó có cơ quan thuế. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát xuất hóa đơn trong thực hiện các giao dịch mua bán vàng, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền để kiểm soát các giao dịch mua bán vàng. Liên quan đến đề xuất đánh thuế với giao dịch vàng để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thao túng giá, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết Bộ sẽ tiếp thu, nghiên cứu và đánh giá tác động với đề xuất này. Tuy nhiên, việc đánh thuế với giao dịch vàng không chỉ tác động trực tiếp lên các đối tượng giao dịch mà còn nhiều mặt khác. Do đó, Bộ Tài chính sẽ có đánh giá kỹ lưỡng, báo cáo cấp có thẩm quyền. Ngày 18 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cần Thơ phối hợp cùng với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xuất khẩu Vina T&T và Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên của thành phố Cần Thơ sang thị trường Úc và Hoa Kỳ. Lô xoài tượng da xanh có tổng trọng lượng 2 tấn xuất khẩu bằng đường hàng không do Hợp tác xã Lộc Hưng là đơn vị cung cấp. Việc xuất khẩu thành công xoài tượng da xanh vào thị trường Úc và Hoa Kỳ là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu đàm phán của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đồng thời, đây còn là sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tìm hợp đồng để được xuất khẩu, hỗ trợ bà con nông dân thực hiện đăng ký mã vùng trồng, hướng dẫn kỹ thuật, thực hiện hợp đồng thu mua. Sự kiện hôm nay cũng đánh dấu sự chuyển mình của ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ trước yêu cầu của thị trường quốc tế, trong đó trái xoài tượng da xanh là sản phẩm điển hình. Nhằm phát triển các sản phẩm du lịch kết hợp với vận tải đường sắt, mới đây Sở Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Nội và chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội thảo phát triển du lịch đường sắt và ký kết biên bản hợp tác khai thác đường sắt Lào Cai. Năm 2023, tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai vận chuyển 224.000 lượt hành khách. Hiện nay, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đang khai thác một đôi tàu khách SB3, SB4 trên tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đánh giá nhận xét nhằm đưa tuyến du lịch bằng đường sắt đến với Lào Cai ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy du lịch Lào Cai, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các bên một cách hiệu quả. Phối hợp tuyên truyền xúc tiến quảng bá hình ảnh các điểm đến trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các sản phẩm du lịch kết hợp vận tải đường sắt, thúc đẩy thu hút khuyến khích khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Lào Cai bằng phương tiện đường sắt. Ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí nhân tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, sau tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm, tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện. Đặc biệt, tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ và không gian mạng thực hiện hoạt động phạm tội diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và chương trình công tác năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh khám phá thành công hơn 14.400 vụ, bắt giữ hơn 23.000 đối tượng, thu giữ trên 196 kg heroin, hơn 2,34 tấn và 1,47 triệu viên ma túy tổng hợp, 882 kg cần sa. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã giải đáp các câu hỏi của báo chí xung quanh công tác phòng chống ma túy hiện nay. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao tặng giấy khen vì thành tích trong công tác đấu tranh các chuyên án ma túy và công tác tuyên truyền phòng chống ma túy. Trong đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn dịp nắng nóng này, các tổ chuyên đề thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ liên tục kiểm tra tại các tuyến đường và trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan, phối hợp xử lý triệt để, ngăn chặn ngay từ điểm xuất phát, không để tái diễn hành vi. Sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên cả nước. Tại Hà Nội, để ngăn chặn và hạn chế hậu quả xấu do việc sử dụng chất có cồn, đặc biệt trong mùa cao điểm nắng nóng này,
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã thường xuyên duy trì các tổ công tác nhằm thực hiện nghiêm chuyên đề về nồng độ cồn, góp phần tạo sự an toàn thông suốt giao thông trên toàn địa bàn. Bên cạnh những công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, cũng công tác tuyên truyền đến người dân và những cái quán ăn nhậu, quán bia trên địa bàn để yêu cầu những cái chủ cơ sở kinh doanh và cả kinh doanh để cam kết và cũng nhắc nhở những người tham gia giao thông khi vào đến quán sử dụng rượu bia thì cũng chấp hành nghiêm về luật an toàn giao thông cũng như là vấn đề về chấp hành khi điều khiển phương tiện không sử dụng rượu bia. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, cùng với khẩu hiệu không có ngày nghỉ, không có vùng cấm, đã được lực lượng cảnh sát giao thông nghiêm túc thực hiện và nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Mùa hè nóng nực thì mọi người thì rất thích uống bia mà lại không chú ý đến việc an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông kiểm tra thường xuyên thì sẽ góp phần làm giảm ảnh hưởng tai nạn giao thông ạ. Mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn kịch khung với mô tô là 8 triệu đồng, ô tô lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Với mức phạt này, người dân cần lựa chọn cho mình loại hình phương tiện khi tham gia giao thông an toàn khi đã sử dụng rượu bia.